bún nước lèo nha cả nhà. Cá đây, cá giường tép, giường tôm, giường bắt lên là nấu ăn. Anh đang có lấy chén qua đó đi. Đây tô bún nước lèo của mình nè cả nhà. Đó. Rồi có rau bắp chuối nè. Hẹ nè, giá nè, tôm nè, cá lóc nè, đồ đồng á. Này đi bắt. Rau thơm. Heo nữa. Rồi, bún nước lèo miền Tây nha. Làm phải tô bự gì mới đã. Ăn vậy ăn cái đầu nè. Ủa. Chú á. Trời ơi. Cầm hồi tay quá. Nè. Nè. Quên chú. Giao nó thôi nè. Hết rồi. Đúng rồi. Tô quá xá không biết ăn hết không. Bây giờ mới biết thấy thiếu ớt. Có ớt vô. Chanh nữa. Miếng gầm. Cho miếng ớt vô. Rồi, đứng ra đây. Rồi, đứng xuống đây đi. Rồi, đứng lại đi. Trộn lên. Đây, xin mời cả nhà. Đó. Có tôm luôn à. Miếng lại ăn tôm luôn à. Tôm chắc dữ nè. Kìa lấy giấm ớt nó qua mấy bạn. Đó rồi đấy. Vô cánh giấm nó cay rồi. Ngon quá. Cười ra. Đói bụng ăn ngon quá bên nè. Ngon nè. Cá rồi tiếp. Hả? Cá nó rồi ăn đi. Cá tôm kìa. Tôm kìa. Cái đăng nữa hả? Cá lóc đồng nè cả nhà. Thịt nó ngọt lắm, không có tanh. Ôi lạ bỏ, ớt nhiều quá nó cay quá. Có bụng ham ăn. Cười. 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 Có bụng ham ăn không? Không biết thiếu gì không? Nấm gươm. Có đồ sẵn. Đồng cảm đi. Mùa dịch hả? Được rồi. Năm sáu cái dừa tươi đó. Gửi mua. Nấu nước dừa không hả? Dừa với nước. Ngon. Nửa ký mắm không? Mắm ăn cái cá rồi, bún rồi. Nấu trên 7 cân. Bà gắp cho ông miếng cá vậy bà? Cho ông cái đầu kìa. Để cho ông cái đầu đó đi. Anh ăn gì thịt kìa? Vậy ăn đùi đi. Ăn miếng rồi cứ vô cái cậy. Đúng không phải mà cá. Thôi diễn tôm đây nè. Thịt hả? Tôm nó cũng không thích. Có ly bia tới đâu. Gì đó. Con ăn gì? Như vậy là thịt càng nhiều là ngon. Tầm bầm có mở mở. Nên có gì quay nữa. Nói gì? Ba gọi lắm. Mực được ha. Gọi bầm ra. Ừ, không có sẵn thời rồi. Đó, anh hiểu, thịt bơ, mỡ không bỏ. Tự nhiên bỏ, trời lèo bỏ mỡ. Tại vì thấy mỡ nhiều quá rồi, sợ nó ngấy. Cái này rồi. Cái gì vậy? Chùi gà mồ hôi đó.
Quá trời cá rồi. Uống luôn hồi no luôn rồi.